Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đọc một bài viết của ông Bùi Văn Phú gửi cho BBC London, Nguyễn Thúy Phượng thấy ông có đề cập đến việc bốn vị trong ban quản trị của VinFast người nước ngoài đã đồng loạt rời bỏ công ty vào tháng 6 vừa qua. Nguyễn Thúy Phượng đi tìm hiểu ở các website, các trang nhà bằng tiếng Anh thì tìm thấy những trang nhà đã viết như thế này. Trên trang nhà của hãng tin Reuters thì có một bản tin ngày 16 tháng 6 năm 2022 nói rằng là bốn viên chức trong ban quản trị của công ty VinFast Việt Nam đã rời khỏi công ty này. Bốn viên chức cao cấp nước ngoài làm việc cho VinFast này là Emmanuel Brett, Phó Tổng Giám đốc Thương mại Toàn cầu, Frank Yubra, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Sản xuất, Hong Bê, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kỹ thuật và Bruno Tavares, đứng đầu về tài chính. Một phát ngôn viên của VinFast cho biết tất cả những vị đó đã chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty và hai trong những vị đó đã từ chức vì lý do cá nhân. Ngoài ra thì nhiều website nước ngoài khác cũng nói đến cái việc ông Michael Lohscheller là CEO của công ty VinFast đã từ chức năm ngoái tháng 12. Ông này cũng từ chức vì lý do cá nhân. Trong bài viết gửi cho BBC London, ông Bùi Văn Phú phát biểu ý kiến về xe VinFast như thế này. Chính quyền California vừa ban hành chính sách giới hạn việc bán xe chạy xăng dầu cho cư dân tiểu bang, với số bán xe mới chạy bằng điện phải tăng dần để rồi sẽ không cho bán xe mới có khí thải trong tiểu bang vào năm 2035. Theo chính sách này, đến năm 2035, cư dân California muốn mua xe mới thì chỉ có thể mua xe điện. Việc lưu hành các xe chạy xăng dầu đã đăng ký trước đó không bị ảnh hưởng trong việc mua đi bán lại. Đây là đề xướng của Thống đốc California Gavin Newsom hai năm trước, nay chính thức trở thành chính sách cho tiểu bang sau khi Tổng thống Joe Biden ký luật về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, luật mới của California sẽ gặp thử thách vì không phù hợp với luật liên bang và có thể không được thi hành nếu điều khoản miễn trừ dành cho các tiểu bang trong việc đặt ra các tiêu chí về khí thải không được cơ quan bảo vệ môi sinh phê chuẩn. California đã đi tiên phong. Nếu được EPA chấp nhận, các tiểu bang Massachusetts, New York, Oregon, Vermont và Washington cũng sẽ theo sau về số lượng xe, khí thải và xe điện được bán trong tương lai. California có gần 40 triệu dân, đông nhất nước Mỹ, sẽ là thị trường tốt cho xe điện trong những thập niên tới. Tiểu bang này đã và đang thu hút các công ty xe điện đem sản phẩm vào, trong đó có VinFast của Việt Nam là một công ty còn rất non trẻ, mới ra đời năm 2017, từ một đất nước đang phát triển, chưa được biết đến với những sản phẩm kỹ nghệ cao. Tháng 11 vừa qua, VinFast đã đưa hai mẫu xe điện VF i35 và VF i36 tham gia triển lãm ô tô tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, để giới thiệu với khách hàng tương lai. Đây là lần đầu tiên một công ty ô tô từ Việt Nam mang mẫu sản phẩm vào Mỹ quảng cáo, chào hàng. Qua tháng Giêng năm 2022, VinFast có 5 mẫu xe tham gia triển lãm sản phẩm điện tử CES ở Las Vegas. Tháng 4, VinFast đem xe VF8 và VF9 trưng bày ở New York. Sau đó, qua mạng truyền thông xã hội, công ty đã bắt đầu chương trình khuyến mãi.
Từ tháng 4, trên Facebook và một số báo mạng tại Hoa Kỳ có những quảng cáo mời khách hàng mua xe VinFast chỉ cần đặt cọc 200 đô la Mỹ. Một đợt khuyến mãi khác cho những ai đặt mua xe trước sẽ được 3 đêm miễn phí ở khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang. Trong sự kiện Việt Nam lần đầu tiên chuẩn bị đem ô tô ra bán ở nước ngoài, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin đây là sự kiện nổi bật giúp cho Việt Nam nở mặt với thế giới, dù chưa biết khi nào mới thực sự thấy xe VinFast chạy bon bon trên đường phố Mỹ và lâu dài có được người tiêu dùng tín nhiệm hay không. Kế hoạch của VinFast là đem sản phẩm đến cho khách hàng tại Hoa Kỳ vào cuối năm nay. Sau các lần trưng bày xe mẫu, mấy tháng trước, VinFast đã ký với tiểu bang North Carolina một thỏa thuận để xây dựng một khu công nghiệp lắp ráp xe với số vốn đầu tư lên đến 4 tỷ đô la, tạo ra 7.500 việc làm trong tương lai. Sau trưng bày xe mẫu tại các cuộc triển lãm ở một vài khu vực như quận Cam và vùng San Francisco, nhiều người đã thấy một mẫu xe VinFast được đặt trong tủ kính trên một xe tải chạy lòng vòng qua phố, dừng ở chỗ đông người qua lại để quảng cáo. Qua đợt quảng cáo di động, công ty đã đem xe mẫu để ở một vài nơi có đông cư dân Việt như tại Grand City Mall ở San Jose. Hình thức bên ngoài của xe điện VinFast ra sao? Ai chú ý mà muốn mua thì chắc cũng thấy trên báo, trên TV tiếng Việt hay đã có cơ hội xem được xe thực. Các mẫu xe VF8 và VF9 trông như SUV loại nhỏ. Còn máy xe ra sao thì chưa khách hàng tương lai nào được chạy thử. Vì sản phẩm được quảng cáo cho người Việt ở Mỹ nhiều hơn, nên dân Mỹ ít người biết về một dòng xe điện có thương hiệu Việt Nam. Đơn giản vì chưa thấy VinFast cho chạy quảng cáo trên TV, báo chí Mỹ như nhiều xe thường xuyên quảng cáo khuyến mãi. 3 tháng trước, VinFast chính thức khai trương 6 phòng trưng bày ở California, 3 ở miền Nam tại các thành phố Santa Monica, San Diego và Commerce, và 3 trên miền Bắc ở San Mateo, Corte Madera và Berkeley. Tôi đã ghé phòng trưng bày xe VinFast ở Berkeley. Nhân viên tiếp thị có người gốc châu Á, có người gốc châu Âu. Một anh đã trả lời các câu hỏi rất chuyên nghiệp như bất cứ một nhân viên nào tại các nơi bán xe hơi ở Mỹ. VinFast VF8 là chiếc xe duy nhất trong phòng trưng bày, giá căn bản 46.000 đô la và có bảo hành cho 125.000 mai hay 10 năm. Như thế, bảo hành về số mai của VinFast cao hơn xe Hyundai hay Kia của năm hàng hơn 25.000 mai. Còn thời gian 10 năm cũng giống như hầu hết các xe mới bán ra tại Mỹ. Thưa quý vị, Nguyễn Thứ Phượng thầm nghĩ, bảo đảm 10 năm nhưng mà nếu mà cái công ty này mà không có tồn tại được 10 năm thì rồi sẽ như thế nào? Và bây giờ Nguyễn Thứ Phượng xin được đọc tiếp. Khác những xe điện đang có trên thị trường, pin của xe VinFast phải thuê theo giá 40 đô la cho 600 mai hay 120 đô la một tháng thì chạy không giới hạn. Thưa quý vị, phần lớn người dân Hoa Kỳ đó trung bình là một tháng họ chạy khoảng 1.000 tới 1.500 mai, tức là 1.000 tới 1.500 dặm đó thưa quý vị. Vì thế cho nên 600 mai thì không có đủ để cho một người chạy trung bình. Vì thế cho nên nếu mà mua cái xe VinFast này đó thì phải đóng 120 đô la mỗi tháng để thuê pin. Trong khi đó, những cái xe điện khác bán ở nước Mỹ này đó, nó có pin ở trong đó, không có phải thuê. Khách hàng đã đặt cọc 200 đô la để mua xe. Nếu quyết định lấy xe và không khấu trừ số tiền đó vào giá thành, thì sẽ được 3 tháng sạc bình điện nhanh. Về trạm nạp điện, công ty đã có kế hoạch xây dựng cả nghìn trạm sạc trên toàn tiểu bang California. Và đó là cái sự hứa hẹn của công ty VinFast.
Cũng theo nhân viên tiếp thị, VinFast đã nhận khoảng 70.000 đơn đặt hàng. Tháng 9 có xe cho khách hàng chạy thử và những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm nay. Mua xe VinFast, khách hàng Mỹ có thể được ưu đãi trả lại tiền thuế liên bang 7.500 đô la từ chính sách khuyến khích dân dùng năng lượng sạch. VinFast dùng công nghệ vỏ xe từ Ý, máy xe từ Đức, nhưng nếu dùng pin sản xuất với chất graphite từ Trung Quốc sẽ không được ưu đãi trừ thuế. Vì để sản xuất ra hợp chất này sẽ gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, không phù hợp với chính sách hiện hành của Hoa Kỳ. VinFast VF8 và VF9 với giá trên dưới 50.000 đô la, nếu được ưu đãi trừ 7.500 đô la thuế thu nhập thì giá thành cũng không đắt lắm vì mẫu mã như SUV loại nhỏ so với một xe Tesla dòng S hiện nay là khoảng 70.000 đô la. Thưa quý vị, 70.000 đô la nhưng mà người ta có cái pin, không có phải mướn. Thứ hai nữa là Tesla là cái xe điện mà nổi tiếng nhất trên thế giới này. Còn xe VinFast thì thưa quý vị, từ một công ty mới mở có mấy năm nay và không có danh tiếng. Thưa quý vị, Nguyễn Thúy Phượng tìm hiểu đó, thì nếu quý vị mua một cái xe của Tesla đó mà rẻ nhất đó, cái loại mà rẻ nhất đó thì nó chỉ có ở dưới 50.000 thôi chứ quý vị, 46.000 mấy trăm đó thôi mà nó có pin luôn. Theo chính sách hiện có, công ty nào đã bán được trên 200.000 xe điện mỗi năm thì người mua không còn được trừ thuế. Trong nửa đầu năm nay, Tesla đã bán ra 200.000 xe, vì thế mua Tesla khách hàng không còn được ưu đãi 7.500 đô la tiền thuế thu nhập từ trước. Thưa quý vị, nhưng mà với người Việt Nam của mình thì 7.500 đô la này họ cũng có ham. Thưa quý vị, nếu mà xe VinFast mà phải bán được cho người Mỹ và bán được một vài năm rồi xe chạy ngon lành thì lúc đó mới mong người Việt Nam mua, chứ còn nếu mà không có danh tiếng mà cũng chưa có được chạy ở bên Mỹ này thì dù cho có rẻ bao nhiêu, người Việt Nam mình chắc chắn là cũng không có mua. Nhất là khi mà họ đi vào những cái Facebook page ở bên Việt Nam của những người đã mua xe của VinFast mà thấy có nhiều vấn đề quá đi thì họ cũng ngại ngùng. Theo trang mạng Energy Gov của chính phủ Mỹ, trong năm 2021, số xe điện bán ra là 445.000, tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Hiện nay, số xe chạy bằng điện có đăng ký lưu hành mới chỉ chiếm 50% tổng số xe mới bán ra tại Hoa Kỳ. Nếu xe điện được người tiêu dùng tin tưởng, thì thị phần còn mở rộng. Một khảo sát mới đây của tạp chí Consumer Report cho thấy hiện chỉ có 2% dân Mỹ làm chủ xe điện và 71% đang nghĩ đến việc mua xe điện. Tuy nhiên, có 61% quan ngại về việc sạc bình và 52% quan ngại về giá của xe điện. Thị trường Mỹ hiện nay đã có xe điện với nhiều thương hiệu của Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Đức. VinFast nhảy vào sẽ là cuộc tranh đua gắt vì phải chứng minh được chất lượng sản phẩm không kém các loại xe đang được nhiều người quen dùng. Vì mới vào thị trường nên VinFast chưa được tạp chí chuyên môn về xe hay tạp chí thẩm định các sản phẩm giúp cho người tiêu dùng, nên chưa rõ thực chất của xe VinFast có những gì tốt đẹp hay có gì chưa tốt. Cùng với việc đưa xe VinFast vào Mỹ, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn có kế hoạch đưa VinFast lên sàn chứng khoán ở phố Wall, New York. Văn phòng của VinFast đã được di chuyển từ Việt Nam qua Singapore vì theo lãnh đạo của công ty, việc kế toán và kiểm toán trong nước chưa đạt tiêu chuẩn tài chính quốc tế, như thế rất khó để cơ quan SEC cho lên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái việc này cũng khiến cho một số quý vị
ở trên mạng đó, tự hỏi vậy chứ như vậy thì xe này có còn là xe Việt Nam không hay là xe của Singapore? Nếu như vậy thì chúng ta có còn hãnh diện vì đây là chiếc xe của Việt Nam không? Thưa quý vị, trời không có thương VinFast là bây giờ thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đang xuống một cách rất thê thảm, chưa biết bao giờ mới phục hồi trở lại được. Cho nên là lúc này là không có thuận tiện để đưa một cái chứng khoán mới ra thị trường. Điều làm cho một số trong giới đầu tư e ngại về tương lai VinFast là sự kiện hôm tháng 6 vừa qua, các giới chức cao cấp người nước ngoài làm việc cho VinFast bỗng dưng nghỉ việc, gồm Emmanuel Brett, Phó Tổng Giám đốc Thương mại Toàn cầu, Frank Yuvra, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Sản xuất, Hong B, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kỹ thuật và Bruno Tavares đứng đầu về tài chính. Thưa quý vị, điều này Nguyễn Thúy Phượng đã trình bày với quý vị ở đầu video và Nguyễn Thúy Phượng còn trình bày thêm về ông CEO người nước ngoài cũng đã rời công ty cuối năm ngoái. Thưa quý vị, nếu mà công ty đang phát triển sang Hoa Kỳ và có tương lai sáng sủa thì đâu có lý do gì để cho quý ông này bỏ chạy như thế. Gần đây, báo chí trong nước còn đưa tin về số nợ khổng lồ của Vingroup lên đến 376.000 tỷ đồng. Có phải là quá cao so với giá trị sản phẩm thực của công ty? Sau đó, từ hôm 30 tháng 8, nhiều báo ở Việt Nam lại đăng bài nói rằng các chỉ số tài chính của Vingroup vẫn đang ở ngưỡng rất an toàn. Một số người vẫn nghi ngờ cho rằng tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng với bộ chính trị đứng sau nhất quyết không để những chỉ trích hay thông tin không tốt về VinFast được loan truyền. Hiện nay, bà Lê Thị Thu Thủy là bề mặt của VinFast trên thương trường quốc tế. Liệu bà có đủ uy tín và kinh nghiệm để thuyết phục những nhà đầu tư bỏ tiền mua cổ phiếu của VinFast một khi lên được sàn chứng khoán phố Wall? Mọi việc đang chậm lại. Lãnh đạo của VinFast đã phải đẩy lùi các kế hoạch để sản phẩm có mặt tại thị trường Mỹ và lên sàn chứng khoán qua năm 2023. Sau vài năm sản xuất xe chạy bằng xăng dầu ở Việt Nam, VinFast nay cũng đã quyết định ngưng sản xuất loại xe này và chỉ còn sản xuất xe điện. Đến nay, chưa có những đánh giá khách quan về xe VinFast trong thị trường Hoa Kỳ vì sản phẩm chưa có khách hàng sử dụng. Thời gian sẽ cho biết xe điện VinFast có được người sử dụng đánh giá cao hay không. Xe VinFast chưa chạy trên đường phố Mỹ, mà sau lần đem xe đi triển lãm ở Los Angeles vào tháng 11 năm 2021, báo chí trong nước đã ca ngợi VinFast lên tầng mây xanh. Trước khi đem 5 mẫu xe đến Las Vegas tham gia triển lãm vào đầu tháng 10, tháng 1 năm 2022, báo mạng Soha ngày 16 tháng 12 năm 2021 chạy tít: 20 ngày nữa VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Và biểu tựa: VinFast sẽ đi trước Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, Honda 28 năm. Cùng lúc có những người làm khuyến mãi cho VinFast, như một đăng tải trên Facebook của Dương Văn Minh. Tính đến 14 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2022, VinFast đã nhận được 11.685 đơn đặt hàng cho hai mẫu ô tô điện VF8 và VF9 tại thị trường Việt Nam, xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với trung bình gần 2.000 đơn đặt hàng mỗi giờ. Con số này mới tính riêng thị trường nội địa, chưa bao gồm Mỹ, Canada và châu Âu. Tôi hỏi một người trong nước về số người Việt Nam chủ xe VinFast. Anh cho biết đường phố vẫn nhiều xe Nhật vì dân mình chuộng Toyota, Honda, Lexus hơn. Anh nói có những đại gia
tiêu đô la như đốt tiền âm phủ, nên việc mua một chiếc VinFast chẳng tốn kém, sử dụng ít lâu, có hư hỏng cũng không tiếc. 10 năm trước, cà phê Trung Nguyên của Việt Nam từng muốn giành chiếm thị trường của Starbucks. Cho đến nay, Trung Nguyên vẫn chỉ thấy bán trong các siêu thị Việt Nam ở Mỹ, mà chưa có quán nào được mở ra chào đón khách uống cà phê sành điệu để cạnh tranh với Starbucks. Chất lượng của xe VinFast chưa biết ra sao. Ai sẽ bỏ 50.000 đô la để mua xe trong thời gian đầu chào hàng ở Mỹ? Có phải họ là những âm binh xài đô la như tiền âm phủ? Hay như một anh bạn có nhận xét danh hiệu VinFast nghe hấp dẫn và đáng chú ý, vì giống như trong loạt phim Fast and Furious của Hollywood, với những màn đua xe làm khán giả nghẹt thở. Quý vị vừa nghe Nguyễn Thúy Phượng trình bày một số các diễn biến mới trong công ty VinFast. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Xin kính chào.